Tôi đã chiến đấu với boss. Ui, ui. Come on, come on, come on. Và khám phá ra một bộ giáp khủng. What the hell? Phá hủy thành phố. Hả? Tại sao tôi lại bị lạc vô đây nha? Nhớ tôi đang ngủ rất là ngon cơ mà. Không lẽ đây là giấc mơ? Thôi kệ đi anh em à. Cứ để giấc mơ diễn ra đi. Tôi hóa thân một ngày vào con hu đúng không? Hợp lý nha. Để thử coi một ngày làm con hu coi ra sao anh em. Ôi, con hu nhìn lật vậy. Ui, bố mày nhìn bố mày lật không? Lật vãi chưởng ra luôn. Hay là mèo cào? Đúng, ngon nha. Thôi đợi ngắm biển xíu đi anh em. Rồi chúng ta quẩy sâu cũng được, không sao. Few moments later. Không, cái này là bùm. Có vẻ là tôi sẽ cưỡi lên được cái con này anh em. Đù, ngầu vãi chướng. Trước khi khám phá thành phố coi sao nha. Police. Thằng kia bố láo nha. Từ từ, nhìn tôi lực lưỡng như vậy mà nó dám tung tôi à. Nó kìa, phải không? Nó đâu vậy nha? Mày sao? Ui, tôi có thể là Spider-Man anh em ạ. À, đứng lên. Đu lên ạ. T2. Tôi sẽ đi kiếm một vài thứ tôi có thể gọi là quẩy banh chành được. Rồi, có... Ôi, có đi tung tàu thế là. Ui, có voi bay nữa anh em ạ. À, con bò kìa. To thế nha. Có vẻ là tôi đu. Có vẻ là tôi đu sẽ nhanh hơn đấy. Mới đụng cái chiếc xe thôi mà. Anh trai, mấy đứa cảnh sát đâu ta? Cút. Tôi sẽ không được vô cái trạm cảnh sát. Hình như tôi vừa thấy cái gì á. Cút. Ok. Bố lão riết quen. Có vẻ là sẽ có những vũ khí mạnh hơn ở đâu đó anh em. Chỉ là tôi không biết thôi. Cao battle. Sao mà tôi có thể ngu hơn con bò được chứ đúng không? Đấy. Easy. Ồ, hai khẩu súng tôi đâu? Súng tôi đâu hết rồi? Where am I going? Bruh. Xe lên được không? Xe lên được không? Được anh em à. Ôi. Ôi trời ơi. Ôi sao con này to thế nhỉ? Sao ngựa này to thế? Ngựa này to hơn tôi tưởng anh em. Nên là tôi sẽ lấy nó lái. Sao mà sao nó phế thế nhỉ? Đấy, ngon nè. Kiếm súng thôi. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều súng hơn thế này nè. Ở đâu đó mà tôi không biết. Nó lại cử mấy con kia tới nữa rồi. Cái gì đấy? Xoan. Mày xạo. Bố láo. Xoan. Trời ơi. Bố láo riết quen. Chết chưa? Mày chạy. Chạy hộ tao cá luôn. Kinh công chạy lên nước luôn ấy. Lên bờ luôn. Tôi nghĩ là không được. Come on. Anh em ơi. Mày xảo. Cút ra. Nhờ có xe cảnh sát luôn. Cút tao ra. Holy moly. Ôi. Tao bị mày chạy đường đó đâu. Holy. Có con bò luôn kìa. Đây có vũ khí nào mạnh không? Con nó vẫn dí theo kìa. Vãi chưa. Ôi tôi có thể phá hủy. Ôi đủ xanh mày. Tôi có thể phá hủy luôn cái tà tháp hạt nhân. No. Đúng. Ôi chạy. Cái gì đây? Bom. What's up, bro? Chúng mày định làm gì? Mấy con này tuổi luôn thề. Vãi nữa, mày xạo. Tôi sẽ phá cái gì đó to hơn siêu. Hơi tòa nhà này chẳng hạn. Wow, mà tôi sắp chết rồi anh em à. Còn mới nữa. Ê, con thỏ có súng. No, cái gì đây? What's up? Come here boy. Bố xanh nào cũng thỏ ra nốt luôn. Con thỏ. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get in. Anh em có nhìn đi, biết tôi mạnh lên cỡ nào chứ. Thôi tòa nhà này phá không được rồi. Tòa nhà này phá được nè. No, đứng lên, stand up. Come on, đứng lên. Nhảy đi. Bố lão, bắn hết. Trời ơi, tuổi luôn. Đây là một vụ tàn sát anh em ạ.
Nói chi là đơn giản, tôi sẽ tìm những cái súng mạnh hơn anh em. Không biết có hay không thì tôi không biết. Không có súng mới hay là nâng cấp thôi ta. Lụm. Ôi, 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 dài thế. Ui, ui, come on, come on, come on. Mình lật mà, mình lật mà. Mình lật mà, ui. Ôi, chết rồi, nó chết rồi, chết rồi anh em ạ. Nó chết rồi. Ôi, chưa phá được căn nhà anh em. Bổ xanh mày, easy vãi. Tôi sẽ đi chinh phục nhiều con nữa anh em ạ. Quất con này coi. Con này tôi sẽ có gì? Ơ, nó ngủ à. Có súng thường à. Nói chung là tôi có thể tàn sát thành phố luôn đấy. Có vẻ là hết đối thủ với tôi rồi. Nhưng mà còn mấy con bay bay này. Nó đổi màu luôn kìa. Nó có gì, nó có gì, nó có gì. Sao nó ngửa luôn ngay. Vô lý. Đi chơi đấu bò. Hôm nay chơi đấu bò anh em ạ. Đấu bò, này thì đấu bò. No more đấu bò, ok. Vậy là tôi sẽ tìm đối thủ lớn hơn. Bắn được. Cái này khó bắn quá. Ôi, đứng lên, stand up, run. What the f***. The hell. The hell man. Là tôi chỉ còn con máy bay với con này thôi đấy. Cút ra. Bắn đông chúng nha. Cái gì kia. Hay là tôi cần phải đẩy con này qua đây. Thử coi. Kỳ lạ nha. Phải đẩy con, ba con à. À. Tôi sẽ cầm nó, tôi sẽ cầm nó, tôi sẽ cầm nó. Ok. Có vẻ là tôi sẽ cần tìm ba con. Sẽ lấy đại một con nào đó, tôi đem qua thử coi ra sao. Đây. Được không? Ơ, một con bò. Một con bò. Một con hu. Tính ra là tôi luôn ấy. Vãi chưa. Tôi sẽ kiếm con bò anh em. Đâu mới là con bò. Con bò đang chơi bóng rổ. Hay là con bò đó ta. Biết tôi có cầm được con bò đó không. Để tôi coi cái đó. Tôi sẽ qua tôi cầm con bò này thử coi. Nope. Có vẻ là không cầm được anh em ạ. Đây. Có vẻ là con bò này. Hơ. Không phải mày. Đây. Con này đây. Ôi. Thôi rồi. Nhảy lên. Hơ. Đúng rồi nè. Ngon vậy. Nope. Hey. Nope. Nope. Nói chung là chạm vô được rồi. Cái chân thôi cũng được anh em ạ. Con này là tôi thì phải. Đúng như tôi dự đoán là như vậy. Cái gì kia? What the? What the? Nhà mình muốn cái gì? Metal đi. Ok. Mình muốn sao nhỉ? Wow. Come on, come on man. Wow. Nhưng mà đáng tiếc là hai con kia tôi giết hết rồi anh em ạ. À. Hàng đó cũng khá là square nên là tôi giết hết rồi. Con này mà vô nữa là không có đối thủ luôn ấy anh em. Ôi, bị mối liền. Ôi. Nó vừa bắn chết luôn rồi. Trời ơi, thế giới này tủi luôn. Tủi luôn á. Còn gì nữa không? Ra nốt đi trời. Còn chiếc máy bay thì phải anh em ạ. Tôi có thể bay. Nhớ con to sẽ giết ra cái con nhỏ thế nha. Tòa nhà này sẽ có gì không ta? Có vẻ là sẽ có một cái thứ gì đó. Mà anh bay lên, từ từ, từ từ. Cái chỗ này là sẽ có một thứ gì đó nè anh em. Mày nhìn gì à? Nhìn thấy tao là ai không? Chết. Này thì câu cá này, câu cá, câu với chả cá này. Này là đâu nha? Làm sao tôi có thể xuống được? Tôi sẽ phá hủy thành phố này. Lên đây được. Được luôn nè. Ngon nha. Giờ tôi mới biết đây là anh em của tôi luôn ấy. Wow. Chạy tướng Naruto vãi. Chung là tôi sẽ xu nhập đồng bọn đi. Đấy. Đi anh em. Nhà mà tôi này. Đi từ từ thôi. Đi gì mà phải vội phải vàng nha. Tùng đúng rồi. Đây thằng này còn sống nè. Tất cả mọi người dân đều còn sống. Mới. Đây còn một người đây. Đứng chờ tàu điện mãi để tao giúp mày cho. Let me help you. Bay lên. Dance. Cho chúng nó nhảy coi xem. Wow. Tòa nhà này có một cái gì đó nó bí ẩn vậy. Tòa nhà nó không phá hủy được anh em. Giống như cái này này.